không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Cô không sao chứ? Rốt cuộc là cô có nghe tôi nói không? Tôi không sao. Thật ra số tiền đó cũng không phải của tôi. Cô có trả hay không cũng không sao. Tôi không muốn nợ cô bất cứ thứ gì. Đây là tấm séc 1 triệu đô trả cho cô đó. Tùy cô thôi. Anh nói tôi bị rối loạn tinh thần. Đúng vậy. Nhưng cô có ý thức, biết mình bị ảo giác, tình hình không hẳn là rất nghiêm trọng. Tại sao tự nhiên tôi bị căn bệnh này? Di truyền, áp lực, rối loạn nội tiết. Có phải gần đây cô bị áp lực rất lớn không? Phải. Anh cũng biết là làm cái nghề của tôi sẽ thường hay bị nhiều áp lực. Vậy cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cố gắng thả lỏng mình hơn. Thí dụ như là tập thể thao nhiều hơn, nghe nhạc. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, nhưng mà liều lượng thuốc thì phải từ từ. Chưa chắc tình hình sẽ khá hơn ngay lập tức. Cô phải kiên nhẫn hơn. Alo. Chào cô, cô Linh Sang. Xin hỏi cô có phải là người thân của Cung Lệ không? Đúng vậy. Tôi là y tá của bệnh viện. Tôi muốn hỏi là trước đó bà Cung Lệ thường hay uống thuốc hạ huyết áp nào, nhưng bà ta không trả lời được. Nếu cô có thời gian thì hãy đem thuốc tới bệnh viện, hoặc là chụp tấm hình gửi qua cũng được. Dạ được, cảm ơn. Cô Cố à? Luật sư Cung sao rồi? Má tôi còn phải ở bệnh viện thêm một thời gian. Cảm ơn bà. Có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô hay không. Chuyện gì? Hôm trước là tôi lượm được tấm thiệp Giáng sinh có đúng không? Phải. Bác Phúc nói là muốn để ở đó đó. Đúng đó. Trước đó là tôi đã qua đó tìm rồi. Rõ ràng là không có gì. Nhưng mà sau khi muốn đi ngang qua đó thì lại tìm được ở chỗ đó. Tôi nghĩ coi có kỳ lạ quá không. Làm ơn, lúc nãy tôi có để quên cái điện thoại. Là cái này. Em làm việc ở đây từ khi nào? Bắt đầu làm báo thời gian ở đây từ tuần trước. Cô Cố, tìm được thuốc rồi hả? Tìm được rồi, thì ra để trong túi áo. Ừ. Tôi muốn hỏi Moon có đây hay không. Cổ đã xin nghỉ rồi. Từ khi nào vậy? Mới hai hôm trước thôi. Cô tìm cổ có việc gì không? Không có gì, cảm ơn nhiều. Thì ra má và chú Trịnh đã từng ở bên nhau hả? Chính vì chị đã vạch trần chuyện này nên chú Trịnh mới rời khỏi Hồng Kông. Còn má thì trở nên tiều tụy như vậy. Vậy tại sao chị không nói cho tụi em biết sớm hơn? Có phải chị sợ tụi em trách má không? Lần này ra gặp mặt, vấn đề chính là Moon. Những chuyện khác không quan trọng. Chị nói là Moon cố tình vào làm gì ở viện dưỡng lão là muốn tìm cơ hội trả thù chúng ta. Nhìn em ấy không giống là loại người mưu mô như vậy. Vậy tại sao tấm thiệp Giáng sinh lại đột nhiên biến mất? Đến khi má xảy ra chuyện thì lại đột nhiên xin nghỉ. Em thực sự cảm thấy đây là sự tình cờ à? Có lẽ đúng là tình cờ như vậy thì sao? Chị không loại trừ khả năng này. Nên chị đã hẹn thêm một người tới đây. Hỏi cổ rồi sẽ hiểu rõ mọi việc. Xin chào luật sư Cố. Ý, chị Thanh, Hai Lây, hai người cũng ở đây hả? À phải rồi luật sư Cố, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì hả? Trước đó tôi có để quên điện thoại ở chỗ làm việc của Moon. Sau khi lấy lại thì chuyện của tôi và Duncan bị báo chí đưa tin. Jasmine, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải là Moon đi báo tin không? Ờ, phải đó. Nhưng mà tôi có hỏi cổ rồi, cổ nói là cổ cần tiền, nên chỉ đơn giản làm vậy vì tiền thôi. Cô đừng có trách Moon nha. Chỉ là vì tiền đơn giản vậy sao? Cô còn nói gì với cô không? Cô cũng đừng nói là rất ghét mọi người. Nhưng mà cái cách cổ nói chuyện là vậy. Chị cũng biết tính của Moon đó. Nói chuyện có hơi ngang một chút, nhưng mà cổ thực sự là một người rất tốt. Hai em nghe thấy rồi chứ? Moon không hề đơn giản như bề ngoài. Tóm lại là hai em phải cẩn thận hơn. Điều chị cần nói chỉ có vậy thôi. Đi trước đi.
Sợ lắm hả? Vì cũng phải, cả căn nhà này chỉ có một mình cô, không có ai lo lắng cho cô. Cô muốn gì đi? Cô còn nhớ là lần trước cô tưởng có trộm vào nhà, muốn gọi điện thoại tìm người giúp đỡ, nhưng cô không tìm được một ai hết. Cô có biết tại sao không? Bởi vì cô không có một người bạn nào hết. Quang Đường, làm sao mà tôi lại không có người bạn nào cô chứ? Cô có sao? Ai hả? Đinh Khỉnh. Anh ta có vợ rồi. Roy, anh ta chỉ là cấp dưới của cô, sếp Giang, chỉ giúp cô làm việc vì tiền thôi. Sư phụ cô, cô đã đuổi đi rồi. Má cô xem cô như là kẻ thù. Còn mấy người chị em của cô, ai nấy đều rất ghét cô, ai cũng mong cô chết đi. Không trả lời được hả? Vậy tức là tôi không nói sai rồi. Cố Linh Sang, cô làm ơn kiểm điểm lại bản thân. Tại sao lại thất bại đến nỗi ngay cả một người quan tâm tới cô cũng không có? Chào buổi sáng, đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. Rất bận. Phải, gần đây hơi bận một chút. Vẫn còn không khỏe sao? Đỡ hơn rồi, cảm ơn. Tại sao tin nhắn trong 3 tuần nay của tôi gửi tới bây giờ cô mới trả lời tôi vậy? Không lẽ tôi với cô đang sống trong một vũ trụ song song sao? Một tiếng sau tôi sẽ tới trung tâm nghệ thuật lần trước. Nếu như anh tới thì sẽ biết được câu trả lời. Được, không gặp không về. Cô Cố. Sao hả? Đã chứng minh được chúng ta không phải sống trong vũ trụ song song rồi. Biết nói đùa. Vậy tức là tâm trạng cũng ổn. Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi không? Ừ. Anh có xem tôi là bạn của anh không? Có. Đương nhiên là có rồi. Vậy nếu như tôi nói cho anh biết tôi bị bệnh tâm lý, anh có tin không? Đừng nói chơi mà. Tôi nói thật đó. Tôi bị ảo giác. Tôi nhìn thấy một người đã chết nói chuyện với tôi. Thực ra thì ở Hồng Kông, cứ mỗi 7 người sẽ có một người bị bệnh tâm lý. Tình trạng này rất phổ biến. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Cô là một luật sư, có áp lực rất lớn. Bị căn bệnh này cũng không có gì lạ. Cô đi gặp bác sĩ chưa? Ừ. Vậy thì càng không có gì phải lo lắng rồi. Hình như lần trước không phải để như vậy thì phải. Không biết mình có thể đặt lại được không? Cô muốn đặt ở đâu? Đặt ở đâu cũng được hết, để tôi giúp cô. Sư phụ, tôi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu vào bài huấn luyện rồi. Mở to mắt ra, hãy nhìn cho thật kỹ. Cái này có thể rèn luyện sức mạnh của phần bụng. Hôm nay phải tập tới khi nào chân không còn bị rung. Đến lượt cô. Chân.
theo tôi ra đây. Ý, sư phụ, cái này là cái gì vậy? Nhìn theo tôi. Tôi sẽ làm thử cho cô xem. Còn nhớ lần trước đánh với cô, tôi tấn công vào chỗ nào không? Cánh tay. Thật ra cánh tay di chuyển liên tục sẽ không dễ tấn công được. Nên nhiều người nghĩ là tấn công vào cơ thể sẽ dễ hơn, vì diện tích to hơn. Nhưng mà cô đừng quên là đối phương không có bị ngu, sẽ không đứng im để cô tấn công. Cho nên chúng ta phải tấn công vào tay và chân để giành được điểm. Nhớ là những người có thân hình như cô hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tay và chân được di chuyển liên tục nên rất khó mà tấn công được. Cho nên thầy muốn tôi phải tập đâm trái banh. Bài tập này nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực ra không hề đơn giản chút nào. Có thể rèn luyện được khả năng kiểm soát mũi kiếm của cô. Làm thử đi. Đây, tiền đặt cọc của cô. Cầm lấy lập tức dọn đi cho tôi. Chưa đủ tiền. Cô trả nhà sớm hơn, tôi có quyền không trả lại một đồng tiền cọc nào cho cô. Nếu không việc cần lấy tiền gấp, chắc chắn sẽ tính sổ với bà. Trước khi cô đi, nhớ xé xuống hết mấy thứ đã dán trên tường cho tôi. Người ta ác với con phải càng ác với họ hơn. Con đúng là vô dụng. Người ta giật đồ của con thì con để cho nó giật sao? Con phải đánh nó mới đúng chứ. Con đánh không lại nè. Đánh không lại cũng phải đánh. Người ta giữ với con phải càng giữ hơn họ. Nếu không để người ta bắt đạt cả đời. Đàn ông trên đời này đều rất giống nhau. Chỉ thích những cô gái trẻ thôi. Má không sao. Sao tự nhiên ba đánh má vậy? Mời vào. Có chuyện gì? Sư phụ à, gần đây tôi cần tiền để xoay sở. Có thể ứng trước tiền lương được không vậy? Văn phòng luật sư của mình không có quy tắc này. Vậy cá nhân anh có thể cho tôi mượn 100.000 đô không? Tôi thực sự rất cần số tiền này đó. Cô cần tiền làm gì? Thực ra là một người bạn xuất thân của tôi cần số tiền này. Bạn của cô cần tiền làm gì? Chuyện của người ta tôi không tiện nói ra. Bạn cô ngay cả tại sao cần tiền cũng không nói, thì làm sao tôi cho mượn được? Nhiều khi làm người đừng quá nghĩa khí như vậy. Phải biết khôn ngoan giữ mình chứ. Sư phụ à, tại sao tôi cảm thấy hình như đã nghe con nói này ở đâu rồi thì phải á? Ai nghe được người khác cần mượn tiền thì cũng đều trả lời mấy câu như vậy thôi. Khoan đã, tôi chỉ nói là không tiện nói ra, chứ tôi không có nói là bà của tôi không chịu nói lý do cho tôi biết. Vậy cô gọi tôi là cái gì? Sư phụ phải không? Tôi là sư phụ của cô, nên cô tính nói gì tôi cũng đoán được hết. Nói tóm lại là không được. Ra ngoài làm việc đi. Ra ngoài. Có tin tức gì của Moon không? Cô đã đổi chỗ ở, tạm thời vẫn chưa điều tra được đang ở đâu. Nhưng tôi có hỏi thăm bà chủ nhà. Bà ta nói là hai hôm trước nhìn thấy cô cãi nhau với một người đàn ông. Sau đó người đàn ông này đã lấy đi hũ cốt của má cô. Theo như bà chủ nhà miêu tả thì người đàn ông này chắc là ba dượng của cô, Quang Nhất Minh. Có thể tìm được ông ta không? Cứ giao cho tôi.
đau lắm hả? Đau thì cứ la lên đi. Nhưng cho dù cô có la lên cũng không có ai quan tâm tới cô. Cô tưởng chỉ có một mình cô biết đau à? Cô nhắm mắt lại cũng vô ích. Tôi vẫn sẽ ở ngay đây. Không ngờ là đường đường là một luật sư cố cũng trở thành con đà điểu. Alo. Alo cô Cố. Có chuyện gì? À không, tôi mới đi thăm bà chủ quán, tính hỏi xem cô có muốn ăn súp cá không. Tôi không thấy đói. Cô không khỏe sao? Bây giờ tôi sẽ qua tìm cô. Được. Hình như là đỡ hơn rồi. Nguyệt ở chỗ này gọi là tâm âm giao, rất hiệu quả cho việc đau bụng. Tại sao lần trước anh không chỉ tôi Nguyệt ở chỗ này? Nguyệt mà lần trước tôi chỉ cho cô sẽ tiện massage hơn khi ở văn phòng. Thực ra tôi vẫn còn một phương pháp có thể áp dụng thử. Uống ly trà đường đen đi. Tôi có bỏ thêm chút gừng chắc là sẽ giảm được cơn đau. Trước đó em gái của tôi cũng từng pha cho tôi uống. Cảm ơn nhiều. Cô đau từ nãy tới giờ chắc là mệt lắm rồi. Cô uống xong thì ngủ một chút đi. Đừng để bị đói, ăn cháy cháo cho ấm bụng đi. Cảm ơn anh, món cháo rất ngon. Cô Bạch Phương, ông có tư cách gì mà cười dưới như vậy? Cho dù ông đã chết rồi, tôi cũng sẽ không để cho ông yên đâu. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời vẫn chưa biết chuyện gì. Chỉ biết là hôm qua có người lẻn vào đây và lấy trộm hũ cốt của ông Cố. Đúng vậy, chúng tôi xem lại camera, nhưng vì trời quá tối không nhìn thấy mặt của tên trộm, nhưng có thể nhận ra được hình như là một phụ nữ. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi đi xử lý công việc trước đây. Anh thông báo những người khác chưa? Allison làm xong việc sẽ tới. Tôi đã nhắn tin cho Ray biết, chỉ là không liên lạc được với Moon. Là nhóm chị em nhà mình. Thì ra là Moon đã lấy đi. Cô còn gửi địa chỉ tới. Moon muốn lấy lại hũ cốt của cô Bách Phương rất đơn giản. Tôi cần 300.000 đô. Trời ơi, không phải chứ. Thì sao là muốn tống tiền chúng tôi sao? Cô có biết làm vậy là phạm tội rất nghiêm trọng không? Chúng tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Báo đi. Tôi biết trước sẽ đi tù, nhưng mà trước khi tôi vào tù, tôi nhất định đổ hết tro cốt ba của các cô vào bồn cầu. Em bị điên hả? Ông ấy cũng là ba của em mà. Em cần tiền sao không chịu nói? Cô Bách Phương biết không có tư cách làm ba của tôi. Bao nhiêu năm nay cô có biết má tôi với tôi đã sống cuộc sống như thế nào không? Ông ta không thèm nhìn chúng tôi lấy một lần. Người đàn ông này vô tình vô nghĩa. Cho dù ông ta chết đi tôi cũng không để cho ông ta yên đâu. Muốn à, cô mà tỉnh lại đi mà. Chuyện tiền nông tôi đang giúp cô gom rồi. Cô trả lại cho cốt của ông Cố trước đã rồi đó. Không có thời gian nữa. Không kịp nữa rồi. Hoàng Nhất mình đã lấy mất cho cố của má tôi. Ông ta đòi 300 ngàn đô mới chịu trả lại má cho tôi. Tôi cần 300 ngàn mới có thể cứu má tôi được. Muốn à, muốn à, cô có sao không vậy? Không sao chứ. Ê, nè, muốn.
Sao còn ngồi ở đây vậy? Em ấy vẫn chưa chịu gặp ai hả? Hồi nãy tôi muốn bước vào trong nhưng đã bị cô ấy đuổi ra rồi. Giờ chị ấy sao rồi? Bây giờ cô ấy đã ổn hơn, nhưng mà bác sĩ nói bệnh suyễn của cô ấy đã trở nặng, phải nhập viện theo dõi thêm 2 ngày. Vậy chúng ta còn vào trong nữa không? Vào trong làm gì, vào rồi cũng bị em ấy đuổi ra thôi. Vậy cho cốt của ba thì sao? Mặc kệ hả? Tôi thấy mùi bây giờ giống như là giận cả thế giới vậy, không chịu nói gì hết. Hay là như vậy đi, tôi ở đây đợi cô ấy, nếu mà cô ấy chịu gặp tôi sẽ báo lại mọi người nha. Vậy cũng được, cô vất vả rồi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, có cần gọi điện cho chị hai nói gì ấy biết không? Em thích thì em cứ nhắn đi, nếu muốn quan tâm thì tới lâu rồi. Chị máu lạnh như vậy đừng phí công phí sức. À, đại luật sư đúng là đại luật sư, quả nhiên khí phái hơn người. Con nhỏ đó có người chị như vậy cũng không có tệ ha. Vậy là chắc hẳn là luật sư Cố rồi. Xin chào cô. Sếp Giang đã nói rất rõ với tôi rồi, tôi đơn giản chỉ cần tiền thôi. Con người của tôi dễ lắm. Cô sao rồi? Tôi đã bàn với sư phụ, ảnh đó có thể cho cô mượn tiền chuộc lại tro cốt của má cô, kêu cô đừng quá lo lắng chuyện đó. Nói với ông ấy, khi nào tiền chưa vào tay tôi cũng sẽ không trả lại tro cốt của cô Bích Phương đâu. Là thật mà. Sư phụ còn kêu tôi gọi điện thoại cho ba dượng của cô, hẹn ổng ngày mai lấy tiền. Cô cho tôi số điện thoại, tôi gọi điện cho ông ta. Xin lỗi nha, chúng ta đã nói tới đâu rồi? Luật sư Cố đang hỏi ông, rốt cuộc ông đã giấu tro cốt của Triệu Thuyền ở đâu? Thưa bà, quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tắt máy rồi. Con nhỏ này thiệt là có người chị như cô, nó đúng là may mắn. Ngay cả hũ tro cốt của má nó mà cô cũng lo lắng và quan tâm tới như vậy. Tro cốt của má nó không có tác dụng gì với tôi hết. Nếu cô đưa tiền cho tôi trả lại thôi. Chi phí của ông đã được chuẩn bị xong rồi. Mười ngàn, đã nói trước là 300 ngàn mà, đưa 10 ngàn của tôi là ăn mày hả? Thưa ông Quán Nhất Minh, lần trước ông tới nhà cô Mun làm phiền cô ấy đã được máy quay an ninh trước cửa phòng ghi lại, xâm nhập bất hợp pháp và lấy trộm tài sản người khác. Ông biết là đi tù bao nhiêu năm không? Cô hù tôi hả? Đừng tưởng tôi không biết gì về luật nha. Nó là con gái của tôi đi lấy tiền sinh hoạt của nó là việc chính đáng, phạm tội gì chứ? Vậy ông chưa được tôi đồng ý, từ tiện xông vào văn phòng luật sư của tôi để trộm cắp, xem ra phải ngồi tù 8-10 năm. Cô đừng đổ oan cho tôi nha. Với anh ta dẫn tôi lên đây mà, nói tôi tự tiện xâm nhập vô cống tôi ăn trộm hả? Sao không nói tôi cử bước cô với người phóng quả đi? Rõ ra tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu của luật sư Cố, khi tới đây đã nhìn thấy ông đang lấy trộm đồ, bắt ông tại trạm còn muốn chối. Luật sư Cố, đừng nói nhiều với ông ta nữa, báo cảnh sát, tôi tới đồn làm chứng cho cô. Được mà, cảm ơn. Đàn bà thối tha muốn giỡn trò hả? Tôi chơi với mấy người tới cùng luôn. Gãy. Người văn minh, ngồi xuống từ từ nói. Gãy. Nếu như tôi là ông thì tôi sẽ cất kỹ tờ chi phiếu, ngoan ngoãn trả lại hũ tro cốt của Triệu Thuyền, coi như không có chuyện gì xảy ra. Luật sư Cố à, tôi không phải tham lam đâu. 10 ngàn thật sự quá ít, cho tôi một chút đi. Ông không có tư cách đặt điều kiện với tôi. Tôi có một bí mật liên quan tới con nhỏ này, ngay cả đó cô không biết đâu. Nếu cô chịu cho thêm, đảm bảo cô không hối hận. Chị hai, mua bị suyễn đã nhập viện gấp. Cô vẫn chưa chịu nói dấu hũ tro cốt của bà ở đâu. Alo sư phụ. Còn ở Nhật hả? Về hôm qua rồi sư phụ. Ngày mai tôi nhờ cậu đem chi phiếu và đồ đạc đi cho một người. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ tới nhà của cô. Ok.
Không phải chứ Cố Linh Sang, chuyện quan trọng như vậy cô giao cho người khác làm, cô định cứ như vậy cho tiền là xong hả? Không định nói sự thật cho người ta biết sao? Liên quan gì tới cô? Rồi, sáng mai không cần tới. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. 300.000 đó tôi sẽ nhanh chóng chuyển cho ông. Ông mau trả lại tro cốt của má cho tôi. Nếu không thì tôi với ông đều thiệt. Lúc đó ông sẽ không được nhờ một cách nào hết. Cô tới đây làm gì? Câu trả lời vẫn vậy, 300.000. Đây là bản báo cáo ADN. Tôi đã so sánh ADN giữa tôi và cô, xác nhận cô không hề có mối quan hệ máu mủ gì với gia đình của tôi. Cô không phải người nhà họ Cố, cô không phải con gái ruột của Triệu Thuyền. Cô có bị điên hay không? Cô không tin tôi có thể đi xét nghiệm với cô ngay. Còn hồ sơ này á, là giấy tờ công chứng Triệu Thuyền nhận nuôi cô. Theo như cha dượng Quan Nhất Minh của cô nói, tên thật của cô là Hồ Tùng Thu, và Triệu Quân Nguyệt thật sự thì đã qua đời vì bạo bệnh vào lúc khoảng 1 tuổi. Triệu Thuyền nhớ con tôi đi, không chấp nhận được sự thật này. Cô thì là trẻ mồ côi, nên bà ta nuôi cô như con gái ruột, cho tới lúc cô lớn cũng không nói cho cô biết. Nhưng thật ra cô lớn hơn Triệu Quân Nguyệt ít nhất 2 tuổi. Hũ tro cốt của má cô tôi đã để ở trong phòng cô. Quan Nhất Minh đã nhận tiền của tôi, sau này ông ta không làm phiền cô nữa. Bản thỏa thuận giữa người giám hộ, người được nhận nuôi với Triệu Thuyền, người nhận nuôi sẽ do Triệu Thuyền nhận Hồ Tùng Thu làm con nuôi, và mối quan hệ nhận nuôi bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 năm 1995. Hồ Tùng Thu đổi tên thành Triệu Quân Nguyệt. Bệnh nhân giường này đi đâu rồi? Cô ấy đã xuất viện rồi. Hả? Jasmine, cô không cần tìm tôi, cô không cần giúp tôi gom tiền. Tôi đã lấy lại tro cốt của má tôi rồi và quyết định rời khỏi Hồng Kông. Sau này sẽ không quay lại nữa. Có chuyện này tôi nhất định phải nói với cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi. Cô mãi mãi là người bạn tốt nhất của tôi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Moon, hũ tro cốt của Cố Bách Phương tôi cất ở trạm xe lửa Hồng Khám, tủ giữ đồ số 103, mật mã là 1108. Bây giờ đã bình an vô sự, ông Cố nếu như biết được cũng được yên lòng. À phải rồi, tìm được Moon chưa? Mấy ngày nay cô ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, chỉ chuyển trả cho tôi 20.000 đô. Tôi nghĩ sau này cô ấy sẽ không tìm tôi nữa. Oh.
sao rồi? Có chuyện gì tìm tôi nha? Tôi lo cho cô lắm đó, cô gọi điện lại cho tôi đi. Mua rời khỏi nhóm của tụi mình rồi. Kệ đi, để cô ấy bình tĩnh lại, qua một thời gian mình mới tìm cổ. Chị hai à, chị nói em sáu thật của tụi mình đã qua đời vào lúc chưa được một tuổi. Vậy có cách nào biết được em ấy chôn ở đâu không? Chị cũng đang cho điều tra. Nếu như có thể, chị cũng muốn tìm tro cốt của em ấy về để được chôn cất chung với ba. Phải rồi, sư phụ à, thật ra lúc trước ông cố còn sống có để làm nhiệm vụ cho Moon không? Đáng lẽ là có, tôi còn định đưa nó cho Moon, nhưng mà bây giờ thì không cần. Dạ mời ông Nghi muốn ly cà phê. Philip và Ray sẽ tới ngay thôi. Cảm ơn cô, gọi tôi cai sinh được rồi, như vậy đỡ xa lạ. Dạ được, tôi ra ngoài làm việc trước đã. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào Ray, chào Philip. Chào. Cái tên Carson đó, nói câu nào cũng châm chọc, rõ ràng muốn làm khó. Bỏ đi, ai biết ông ta là sếp chứ. Sếp thì đã sao chứ, lần sau ông ta còn dám nhìn kiểu đó tôi móc mắt ổng ra. Không phải chứ, lại điên máy rồi. Anh làm ơn đổi máy mới đi. Công ty không đủ chi phí đâu. Chết rồi làm sao đây, tôi định tải về tối nay phải dùng rồi. Tải cái gì chứ, phim AV hả? Là phim huấn luyện đấu kiếm, dùng để huấn luyện cho Jasmine, bà của cô. Anh thì giỏi đấu kiếm, còn máy tính thì cứ giao cho tôi. Nè, nói thật hay giả đây, tôi pha cà phê cho cô uống nha. Được thôi. Lấy anh nha. Lấy anh đi. Làm xong chưa? Làm xong rồi, tôi sực nhớ tôi còn việc chưa làm xong nữa. Tôi đi ra ngoài trước. Nè không phải, ly cà phê của cô, đây. Chị Ray. Nè. Nè cái gì mà nè, tôi không có tên hả? Tôi gọi rồi, tại chị không nghe thôi. Có chuyện gì? Chuyện là vậy, tôi có người khách muốn tôi chụp bộ hình liên quan tới điện ảnh Hồng Kông dạng hoài cổ. Tôi định dùng phim Trùng Khánh Xâm Lâm làm chủ đề. Tôi cảm thấy chị Ray đây rất có khí chất của Lâm Thanh Hà và cả Dương Phi nữa đó. Nếu như cô chịu làm người mẫu của bộ ảnh này, nhất định rất tuyệt vời. Điện ảnh hoài cổ? Ý anh nói tôi già hả? Không phải, tôi không hề có ý này. Tôi thật lòng muốn nhờ cô giúp mà. Tôi đã xem ảnh mẫu nữ của văn phòng người mẫu, không có một ai được. Chỉ có chị Ray đây là có khí chất nhất. Hay là vậy đi, cùng lắm những bữa ăn trưa sau này không cần cô mời tôi, ngược lại tôi mời cô ăn được không? Như vậy tôi lỗ nặng rồi. Lại chụp cái gì hả? Xin lỗi nha, tôi không nhìn được. Cô biết cô ấy không? Mai Gia Trác là người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cô biết gì không? Cô ấy giỏi lắm. Tuy hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ không khá giả, nhưng mà cô ấy rất nỗ lực, từng bước đi về phía trước. Cố gắng rất nhiều năm trời mới thành công như vậy đó. Xem ra anh thích cô ta lắm ha. Anh là fan hả? Gì mà fan chứ, chúng tôi quen nhau lâu rồi. Ồ, anh biết người ta, chỉ sợ người ta không biết anh thôi. Không phải, tôi nói thật mà,
Mẹ cô ấy là người Hồng Kông nên tiếng Quảng Đông của cô ấy giỏi như tôi vậy. Chúng tôi nói chuyện hợp gu lắm. Lợi hại, mau tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi, tôi mệt quá rồi. Hay là tới quán uống nước đi, tôi mời cô uống. Tôi dẫn anh đi chỗ này nha. Chỗ này cũng được lắm đó. Không được, sao tôi dám dẫn anh tới? Chú Đông. Dẫn bạn tới chơi hả? Tống Cơ, chú Đông. Chú Đông. Chào cậu. Còn như cũ, ai đi ha? Dạ được, cảm ơn. Như cũ là món gì vậy? Tức là đồ ngon đó. Món này chỉ chỗ này có thôi. Còn câu chuyện về nó, có muốn nghe không? Muốn chứ. Nhưng tôi không muốn kể. Muốn biết thì hỏi năm chính đi. Siêng năng dữ vậy, đang làm bài tập à? Phải, cô ấy muốn lên sân khấu diễn hài đồng thoại nên ngày nào cũng ngồi suy nghĩ chuyện cười. Mấy ngày nay ngày nào cũng bắt tôi phải ngồi nghe chuyện cười, nghe tới lỗ tai tôi mọc kén luôn. Tới rồi, tôi đi trước. Trùng hợp gì? Tống Cơ, Dương Nam. Anh Nam. Hello. Rôm rã quá, đang nói gì vậy? Đang nói anh đó. Đang nói tôi? Nói chuyện tốt hay xấu đi. Chú Đông nói anh muốn lên sân khấu biểu diễn hả? Sao vậy? Không chịu được sự cô đơn, già rồi còn muốn tái xuất hả? Tôi như vậy gọi là gần càng già càng cay. À phải rồi, tôi vừa mới nghĩ ra hai chuyện cười. Hay là hai người làm khán giả đầu tiên của tôi, nghe xem có được không, cho chút ý kiến đi. Được đó, tôi ở Hàn Quốc cũng rất thích xem hài độc thoại. Anh thật may mắn. Chuyện kể, tôi rất thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Có nhiều khi tôi sẽ cùng bạn bè đóng vai nhân vật trong phim. Tức là tôi đóng vai Đông Tà, còn ảnh đóng vai Tây Đồng. Có một lần chúng tôi đóng vai sư phụ bị người xấu hãm hại. Trước lúc chết sẽ có một cảnh ông ta truyền hết nội công cho đệ tử. Di sư biết là đại nạn đã tới, hôm nay sẽ đem hết công lực của ta truyền hết lại cho cô. Sư phụ đó nghĩ rằng ông ta vĩ đại lắm, nghĩ là đệ tử nhất định sẽ rất cảm kích mình. Nhưng anh có biết đệ tử đó nói gì không? Anh ta nói gì? Sư phụ, đừng mà, thầy đừng chuyển hết công lực cả đời người cho con. Thầy có thể đem hết tiền tích góp cả đời của người chuyển hết cho con không? Sao đây? Có mà cười không? Nói luôn chuyện thứ hai đi. Chuyện là tôi có một người bạn, ảnh có một cô bạn gái mập thù luôn, lùng tịch như vậy thôi. Bạn tôi rất thích dùng cô ấy để chọc cười. Cười cô ấy là ấm nước mập. Bạn gái của ảnh sau khi nghe thấy thì rất là giận, đã chỉ thẳng vào mặt bạn tôi và không ngừng chửi. Anh đoán của anh ta nói cái gì? Anh đã nói gì? Anh nói: "Ý trời, em giận tới nỗi đỉnh đầu bốc khói luôn. Vậy không phải là nước sôi rồi, châm trà thôi." Sau khi cô bạn gái nghe thấy cũng cười và không còn giận anh ta nữa. Cảm ơn hai vị, tôi là Dương Nam, xin được chỉ giáo. Hay lắm. Chuyện thứ nhất đi, chuyện thứ hai không vui. Đâu phải, cả hai câu chuyện đều vui mà. Anh quá là dễ cười, chưa nghe xong đã cười trước rồi. Vậy tôi nghe lời cô, chọn câu chuyện đầu tiên. Nè, tới lúc đó khán giả không cười, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà tôi thấy anh nỗ lực để lên sân khấu biểu diễn lần nữa cũng là một chuyện tốt. Tất cả cũng đều nhờ cô. Lần trước nếu như không có cô, tôi cũng không lên sân khấu. Sau khi lên sân khấu, tôi mới phát hiện ra, thì ra tôi vẫn rất thích cảm giác đứng ở trên sân khấu. Anh Nam, cố lên. Thì lúc đó tôi với chị Ray nhất định ủng hộ anh. Được. Vậy tôi nhất định sẽ chừa hai chỗ đẹp nhất cho hai người ha. Cả ly. Nè, nhìn đi nè, chụp hình với tôi nè, đi mà. Nè, chụp hình với tôi đi. Chụp hình với tôi đi. Chụp đi. Đẹp quá. Nè, tôi xin chữ ký có được không? Ý? Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc dạo gần đây Trác Mỹ Nhã Maya tới đây nè. Không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Nói tiếng Quảng Đông lưu loát nữa chứ. Là cô ấy. Cô lên đây làm gì? Cô nói cô tới đây tìm người đó. Tìm ai vậy? Ê, là anh ta. Maya, sao cô tới đây vậy? Tống Cơ. Tôi tìm anh lâu lắm rồi đó. Không nói
nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.